mấy câu nói này chúng ta cần bình tĩnh tư duy thế hội thật kỹ trung quốc vào thời xưa trẻ con đi học có lẽ bộ sách học đầu tiên chính là tam tự kinh tam tự kinh vừa mở đầu liền nói nhân chi sơ tánh bổn thiện tánh tương cận tập tương viễn ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với đoạn này Con người tại vì sao lại tạo ác như vậy? Tánh người vốn dĩ là thiện Cái thiện này Không phải cái thiện của thiện ác Cái thiện của thiện ác đó là nghĩa thứ hai Không phải nghĩa thứ nhất Cho nên trong già nho Đại thánh khổng tử nói là Tánh tương cận Nhưng bà tuân tử mạnh tử Thì nói đó chính là Tập tương viễn Bạn xem mạnh tử chủ trương thánh thiện Tuân tử nói tánh ác cái thiện ác này là đối lập với nhau Là tập tánh Không phải bổn tánh Cái khổng tử nói là bổn tánh Bổn tánh Tất cả chúng sanh đều giống nhau Ở trong Phật Pháp nói Thập Pháp giới Y chánh trang nghiêm Cùng một tâm tánh Tạo thiện tạo ác Đều là tập tánh Cho nên chỗ này nói Nhân chi ác nguyên Chính là nguồn gốc Của tạo ác Không phải tự tánh Chư Phật Bồ Tát Minh tâm kiến tánh không những tuyệt đối không tạo ác xin thưa với các vị ý nghĩ ác cũng không có không những không có ý nghĩ tạo ác mà ý nghĩ hành thiện cũng không có vì sao vậy tập khí đã đoạn hết rồi hành thiện tạo ác là tập khí chúng ta nói tập tánh tập quen thành tự nhiên loại tập tánh này không phải một đời bồi dưỡng mà trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp từ vô thủy kiếp đến nay đã hình thành nên hình thành nên một thói quen người không biết cho rằng là thiên tánh chỉ có người triệt để giác ngộ minh tâm kiến tánh mới biết ở trong thiên tánh không có từ đâu mà có vậy tập tánh đã huân thành tập nhiễm ký thâm vô lượng kiếp đã khởi huân tập Phàm phu không thể làm Phật, không thể làm Bồ Tát. Chính là bị cái tập tánh này chướng ngại. Ở đây dùng chữ tập nhiễm dùng được rất hay. Trong vô lượng kiếp, loại tập khí này đã ô nhiễm chân tánh của mình. Thế là tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp khi tạo tội có khi mình biết biết chính là biết rõ mà cố phạm có khi mình không biết không biết việc mình tạo tác là tội nghiệp cho dù bạn biết hay là không biết Ở đây nói nếu như truy cứu nguồn gốc của nó là Nhất niệm sai trì Nhất niệm sai trì chính là nhà Phật gọi là Một niệm mê hoặc Tại vì sao bị mê vậy? Tập nhiễm quá sâu Thánh hiền thế xuất thế gian Bảo chúng ta sửa lỗi Bảo chúng ta quay đầu Quay đầu từ đâu chị? Quay đầu từ tập nhiễm Đây mới là quay đầu chân thật Triệt để quay đầu Nhưng mà quay đầu cũng phải có chỗ bắt tay làm cái mà trên kinh lăng nghiêm gọi là phương tiện tối sơ chúng ta bắt tay làm từ đâu bốn chữ này chính là dạy chúng ta phương pháp để bắt tay làm bốn cái chữ này sâu cạn đều không có cùng tận. Chúng ta sơ học công phu cạn đến Bồ Tát Bát Địa cái công phu đó là sâu rồi. Á, à, phải dùng sức ngăn chặn. cũng chính là nói phải khắc phục nó phải đè nén nó xuống đè cái gì xuống vậy ác ác niệm ác hạnh không những là hành vi ác chúng ta phải khống chế được không được tạo tác mà ý nghĩ ác cũng không được phép có. Ác niệm không phải vô minh thì là vọng tưởng. Những thứ này đã hại chúng ta đời đời kiếp kiếp chịu khổ chịu nạn ở trong lục đạo rồi khổ nạn không phải người khác gây ra cho ta là bạn tự làm tứ chịu chính là bạn khởi tâm động niệm không tương ưng với tự tánh Nếu như tương ưng với tự tánh Ở trong tự tánh không có thiện ác Tự tánh là thanh tịnh Cho nên Không những là ác niệm tổn hại chúng ta Mà thiện niệm cũng tổn hại Phật ở trên kinh nói quá rõ ràng rồi Ác niệm Cảm được quả báo ba đường ác Thiện niệm cảm được quả báo ba đường thiện Ba đường thiện với ba đường ác Chính là lục đạo luân hồi Thiền tông thường hai dạy người Không nghĩ thiện không nghĩ ác Ý câu này là gì? Đem thiện niệm, ác niệm thấy đều đoạn sạch Vào lúc này Bản lai diện mục của bạn liền hiện tiền Bản lai diện mục là gì? Minh tâm kiến tánh Bồ Tát thị hiện trong lục đạo độ hóa chúng sanh quả thật là thiện niệm ác niệm đều không có cho nên bồ tát không trụ sanh tử không trụ niết bàn thiện niệm ác niệm đều không có đó là không trụ sanh tử phương pháp phương tiện độ hóa chúng sanh của bồ tát việc thiện diệt ác đều có đó là không trụ niết bàn sanh tử niết bàn hai bên đều không trụ hai bên đều không trụ chính là hai bên đều trụ cho nên giáo hóa chúng sanh phải xem căn tánh của chúng sanh chúng sanh căn tánh thiện lương thì dùng thiện pháp độ họ chúng sanh căng tánh bất thiện thì dùng ác pháp mà độ họ cho nên bồ tát độ chúng sanh việc thiện ác thảy đều có đó chỉ là sự không có tâm sự là phương tiện giáo hóa chúng sanh không phải mục đích đại thánh đại hiền tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng giác ý nghĩ thị phi thiện ác đã đoạn sạch rồi không giống phàm phu phàm phu chúng ta từ vô thị kiếp cái tập nhiễm này nhất thời chắc chắn không đoạn hết cổ đức thường nói lý có thể đố ngộ sự phải tiệm trừ đạo lý nếu bạn nghe hiểu rồi bạn có thể sẽ giác ngộ rất nhanh nhưng mà cái tập khí đó của bạn không phải trong chốc lát có thể đoạn được mà đoạn từ từ phương pháp đoạn trước tiên phải khống chế được ý nghĩ ác hành vi ác không để nó phát sanh không để nó khởi lên người niệm phật Chúng ta thường hay nói Niệm vừa khởi lên Lập tức liền đem A-di-đà Phật Để khởi lên Niệm thứ nhất Bất luận là thiện niệm hay là ác niệm Niệm thứ hai liền là A-di-đà Phật Dùng cái niệm A-di-đà Phật này Thay cho ý niệm phía trước của bạn Đây chính là ác ác Cái gì phải biết chữ ác này chính là chỉ Ý niệm Đây là tu từ trên căn bản Hành vi ác Phạm là Hành vi nào có ảnh hưởng bất lợi cho người cho xã hội cho chúng sanh thì loại hành vi này đều là thuộc về ác tuyệt đối không được làm là thương thiên hại lý Nếu như bạn làm tội nghiệp cực nặng, người tạo ác chẳng qua là muốn mình có được một chút lợi ích. Một chút lợi ích này nói lời thành thật là rất nhỏ bé. người xưa có cái thí dụ thí dụ nói bạn giết oan một người người này không có tội bạn giết chết họ sau khi giết chết thì bạn có thể làm vua như vậy họ cũng không dám làm thà không làm vua chứ không chịu giết oan một người đây là có trí huệ người có tội tự nhiên sẽ có người trị tội đến đối phó họ quốc gia có pháp luật chế tài chúng ta không phải người chấp pháp không phải người lập pháp nhìn thấy người ta tạo tội nghiệp chúng ta không có quyền lực chế tài họ Cái đạo lý này phải nên biết Người lập pháp Người chấp pháp Chế tài họ Đó không phải tạo tội nghiệp Chúng ta không phải người chấp pháp Thấy họ có tội Chúng ta đi trừng phạt họ Bản thân chúng ta là có sai lầm ở trong loại tình hình này làm thế nào xem thấy họ tạo tác tội nghiệp nếu như là cá nhân họ bị hại là cá nhân họ bị hại là gia đình họ thì cứ mặc họ nếu như họ tạo tác tội nghiệp rất lớn người bị hại là xã hội người bị hại là rất nhiều chúng sanh chúng ta có thể đi tố giác lên cơ quan chấp pháp chúng ta không được phép đi trừng phạt họ vậy thì đúng phật pháp là dạy bạn dùng trí huệ dùng trí huệ cao độ quyết không phải làm việc theo cảm tính chúng tôi thường hay nói hợp tình hợp lý hợp pháp đây chính là phật pháp đây chính là điều mà phật bồ tát chỉ dạy chúng ta một người tu hành tu hành là điều chính hành vi sai lầm của mình gọi là tu hành. Tu hành không có ngày kết thúc. Vì sao vậy? Hành vi của chúng ta đều có sai lầm. Có sai lầm thì phải điều chỉnh. Bồ Tát đẳng giác Còn phải tu hành Vì sao vậy? Họ vẫn còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá Đó chính là sai lầm của họ Vẫn không lìa khỏi tu hành Đến quả địa như lai Thì sai lầm hoàn toàn không còn nữa Công đức tu hành này viên mãn rồi Không có hành gì để tu nữa Các vị phải nên biết bồ tát đẳng giác vẫn phải tu hành chúng ta há có thể không tu hành sao là chúng sanh trong chính pháp giới từ đẳng giác trở xuống chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng chúng ta ngày nay tu từ đâu vậy chúng ta là phạm phu ở trong chính pháp giới địa vị của chúng ta rất thấp tập khí nghiệp chướng của chúng ta rất nặng bắt tay làm từ đoạn ác tu thiện chúng ta thiện ác vẫn không thể đoạn hết hay nói cách khác lục đạo vẫn chưa có cách gì siêu dược ở trong lục đạo chúng ta đoạn ác tuyệt đối không rơi vào ba đường ác tu thiện có thể được phước báo trời người đây là quả nhỏ ở trong phật pháp nói không còn gì nhỏ hơn cái này nữa rồi Trong chú giải trích dẫn lời Của đạo gia nói Câu nói này là của đạo gia Cảm ứng thiên là của đạo gia Phật nói Chỉ ác hành thiện Nhà nho nói Ẩn ác dương thiện Đây là nói Thánh nhân của tam giáo Cách nói về vấn đề này là Quan toàn tương đồng từ đó cho thấy chúng ta thấy cái ác của người phải biết ẩn ác không nên nhắc đến không những miệng không được nói tốt nhất không nên để ở trong tâm tôi thường nói tâm của chúng ta như vậy mới được thanh tịnh ở trong tâm bạn có những thứ này thì tâm bạn sao có thể thanh tịnh được chứ tâm không thanh tịnh thì không sanh trí huệ tâm của bạn sanh phiền não Dùng tâm phiền não để học Phật Học như thế nào cũng không giống Dùng tâm phiền não để nghiên cứu kinh giáo Nghiên cứu như thế nào cũng nghiên cứu không thông Cho nên đem nó đoạn sạch từ tận đáy lòng Thấy cái thiện của người phải tán thán Vì sao vậy? Khích lệ đại chúng hành thiện Tối hôm qua Tôi gặp được cư sĩ Trung Mao Sâm Đây là người trẻ tuổi Mới hơn 20 tuổi Rất hiếm có Chú là người Quảng Châu Đạt được học vị tiến sĩ ở Mỹ Mấy năm trước Khi tôi ở Mỹ chú đã nghe tôi giảng kinh Sau khi nghe xong Chú thấy rất cảm động Đã phá chính điều nguyện lớn Phải hiếu thuận cha mẹ Chú đã viết ra đưa cho tôi xem Hiện nay học gì tiến sĩ lấy được rồi Trở về thăm nhà Cho nên tối hôm qua giảng kinh Tôi lại gặp được chú ấy Chú đã đưa cả nhà của chú đến ông nội, bà nội, cha mẹ và người cô đến thăm tôi. Ông nội của chú đã 80 tuổi rồi. Người thanh niên này hiếm có Thật không dễ gặp Chú ấy hôm qua lại mang chính điều mà Chú ấy viết ra đọc cho tôi nghe Tôi nói được đưa cho tôi tôi sẽ cho đăng ở trên tạp chí giáo dục phật đà của chúng ta là dương thiện khuyên mọi người nói theo cổ nhân thường nói trung thần xuất thân từ cửa nhà hiếu tử chú ấy hiện nay giảng dạy tại đại học đức châu thật không dễ dàng. Tại sao chú ấy có thành tựu lớn như vậy? Là từ cái tâm hiếu của chú. Chúng ta đã rõ rồi. Tiên sinh liễu phàm thường hay xem người công danh phú quý. Xem điều gì? Xem đức hạnh của họ. Đức hạnh thì thật hiếm có. tri thức kỹ thuật không là gì cả đức hạnh mới hiếm có người có đức hạnh nhất định được chư phật hộ niệm nhất định được thiên thần ủng hộ chàng thanh niên này đáng được chúng ta tán thán đáng được chúng ta biểu dương là tấm gương tốt của thế hệ trẻ là máu mực của thế hệ trẻ tối hôm nay giảng kinh cả nhà chú ấy cũng có đến cho nên bốn chữ này chúng ta cả một đời thọ dụng cũng không hết. Không những là một đời mà đời đời kiếp kiếp. Mãi cho đến như lai địa cũng không thể xa lìa. Dính diễn nhớ kỹ. Từng giây từng phút mọi lúc mọi nơi Phải biết đoạn ác tu thiện Các vị đồng học Xin mời xem cảm ứng thiên Đoạn thứ 29 Đoạn này cũng chỉ có một câu nhường cho người khác phần nhiều giữ cho mình phần ít phía trước dạy chúng ta đoạn ác tu thiện đoạn ác tu thiện thực hiện như thế nào câu này chính là lời chỉ dạy chân thật con người nếu không thể nhường nhau thì đoạn ác tu thiện là chắc chắn làm không được rồi cho nên phải biết nhường nhường nhau là đức tính tốt Ở trong sách xưa có ghi chép Khổng Dung 4 tuổi Đã biết Khiêm nhường Đây là Thiện căn Vô cùng sâu dày Đương nhiên giáo dục về sao cũng là nhân tố mang tính quyết định con người đều có thiện căn đây là điều chúng ta không thể phủ định thiện căn của họ chìm ẩn chứ không hiển bày đời sống không có cơ hội tiếp nhận giáo dục thánh hiền cổ thánh tiên hiền của chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này cho nên vô cùng xem trọng về giáo dục không những giáo dục tuổi thơ quan trọng trên thực tế họ đã đem nó mở rộng đến thai giáo khi người mẹ mang thai tâm trạng cử chỉ của họ đều sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với thai nhi cho nên giáo dục của nhà nho là bắt đầu từ thai giáo khi mang thai người làm mẹ tư tưởng thuần chánh thanh tịnh thực sự làm được không phải lễ thì không nhìn không phải lễ thì không nghe không phải lễ thì không nói biết suy nghĩ cho con cái gì mới là quan tâm hết mực người hiện nay đâu có biết cái đạo lý này chứ cho nên dù cho có thiện căng sâu dày nếu như bị phong khí của xã hội này tiêm nhiễm thì, thì căn phước đức của họ cũng không thể hiện tiền tâm khí ác đều bị khơi ra đây với chân thật là nguồn gốc động loạn của xã hội là gốc rễ của hết thảy bất ổn nhà nho nhà đạo nhà phật có thể nói điều là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa ở trong xã hội họ có năng lực để cạnh tranh nhưng từ bỏ cạnh tranh Có bản lĩnh Giành được Công danh phú quý Họ cũng hoàn toàn xả bỏ điều này Sống một đời sống ẩn cư Đời sống thanh bần Vui với việc Nhấn thân vào giáo dục Xã hội vĩ đại Thật sự làm được Phụng hiến chính mình Tạo phước cho muôn dân Tầm nhìn của họ xa rộng Không phải nhìn thấy một đời này Mà nhìn thấy đời đời kiếp kiếp về sau Kiếp lâu xa về sau Cho nên thành tựu của họ Được người đời hết mực sùng kính Mấy ngàn năm nay Nhắc đến các mật cổ thánh tiên hiền này Cho dù ở xã hội hiện tại Vẫn có rất nhiều người tôn kính, tán tháng ngưỡng mộ học tập theo họ thái thượng cảm ứng thiên là nền giáo dục của đạo gia văn tự tuy không nhiều nhưng mà nghĩa lý vô cùng phong phú vô cùng viên mãn từng câu từng chữ nói mãi cũng không hết Thôi đa thủ thiểu Chính là Sự thực tiễn của đoạn ác tu thiện Ở trong tiểu chú Mở đầu câu đầu tiên đã nói rất hay Nói những điều được nói trong câu này rất rộng lý và sự đều là sâu rộng vô tận ông nêu một thí dụ anh em phân chia gia sản ra ở riêng bạn bè qua lại về tiền bạc là qua lại về tài chính phải mía khiêm nhường đây là đức tính tốt Nếu như nói tranh giành Các vị phải nên biết Tham sân si phiền não liền hiện tiền Đây là điều kiên kỵ lớn nhất trong nhà Phật Tam độc phiền não Nếu như không thể ngăn chặn Thì quả báo lớn ở tam độ Cho nên trước mắt được một chút lợi nhỏ nhưng có đáng gì chứ. Lợi bất cập hại. Bạn bè cùng chung tiền của càng phải nhường nhau. Có một số đồng tu hỏi tôi nói bạn bè đến mượn tiền, chúng con có nên giúp họ không? Tôi trả lời họ Bạn có năng lực thì giúp đỡ họ Nhưng mà phải nhớ kỹ Cho họ mượn Thì nhất định không nên nghĩ đến việc họ trả lại Vì thì bạn bè này càng giao thiệp càng đậm sâu Cho họ mượn còn muốn trả lại Còn muốn đòi nợ Thì bạn tốt hóa thành thù địch rồi Việc gì phải khổ như vậy chứ Cho nên khi cho họ mượn Nhất định không nên nghĩ đến họ sẽ trả lại cho chúng ta cho họ mượn tức là tặng cho họ Tức là biếu tặng rồi Tâm của bạn sẽ an biết bao Bạn vui sướng biết bao Họ tương lai trả lại cho bạn Rất tốt, quan hỷ Không trả thì bạn nhất định không nên nhắc lại Cho nên giúp người trước tiên Phải nghĩ đến năng lực của mình Tận tâm tận lực giúp đỡ họ dưỡng lòng hậu đạo của mình phước về sau sẽ vô cùng bạn có thể thường xuyên làm như vậy bạn ở trong xã hội đã xây dựng được niềm tin nơi công chúng khi bạn làm việc rất nhiều người sẽ đến ủng hộ rất nhiều người sẽ giúp đỡ bạn bạn vui vẻ giúp đỡ người khác là nhân là gieo nhân người khác giúp đỡ bạn là quả báo gieo nhân thiện được quả thiện phải biết cái đạo lý này cho nên phải biết nhường nhau con người chúng ta sống ở trên thế gian thực tế nhu cầu đời sống của bản thân vô cùng hữu hạn đại đức xưa thường nói sống ở thế gian cũng chẳng qua là ngày ăn ba bữa đêm ngủ sáu thước làm bạn có thể sống một đời rất yên ổn rất thoải mái rồi tại vì sao không chịu nhường nhau chứ nhân tố quan trọng nhất của khỏe mạnh trường thọ là tâm địa chân thành thanh tịnh từ bi đây là nguyên nhân đích thực của khỏe mạnh trường thọ không phải ở chỗ ăn ngon không phải tẩm bổ mỗi ngày các vị hãy quan sát thật kỹ ở trong lịch đại đế dương khanh tướng họ là những người đại phú đại quý điều kiện sống của họ đầy đủ sung túc họ chú trọng đối với ăn uống sinh hoạt thì người thông thường thế gian không thể so bị chúng ta thử xem trong lịch sử có mấy người được trường thọ chứ Người 30, 40, 50 thì đã chết rồi Chiếm đại đa số Sống đến 70, 80 thì vô cùng hiếm hoi rồi Ngược lại thì không bằng những lão nông dân Ở nông thôn sống đến 80, 90, hơn 100 tuổi Chúng ta thường xuyên nghe nói bạn hãy thử xem họ ăn uống sinh hoạt cơm nước đều đảm bạc tại vì sao họ khỏe mạnh như vậy tại vì sao trường thọ như vậy có thể thấy khỏe mạnh trường thọ không phải do tẩm bổ mà có được không phải là dùng phương tiện chữa trị mà có thể có được tại vì sao lão nông có thể khỏe mạnh trường thọ như vậy tâm họ thanh tịnh họ thành khẩn họ từ bi biết được cái đạo lý này vậy thì đời sống sinh hoạt tất cả tùy duyên là tốt hơn nữa ăn uống sinh hoạt là càng ít càng tốt giữ tâm thanh tịnh tiết chế dục vọng thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh trường thọ thôi ông trích dẫn một đoạn trong kinh di giáo đây là phật nói đa dục chi nhân đa cầu lợi cố khổ não diệt đa Câu nói này của Phật chúng ta nghe ra không khó hiểu. Người dục vọng nhiều. Tâm tham nặng. Cái chưa đạt được thì muốn đạt được, cái đã đạt được rồi lại sợ mất đi. Gánh nặng trong tâm đã quá nặng rồi, phiền não quá nhiều rồi, lo được lo mất họ vì sao đoán mạng gì nguyên nhân là ở chỗ này ngạn ngữ có câu lo có thể khiến người già đi lời này là lời kinh nghiệm của cổ nhân một người lo buồn việc lo nghĩ quá nhiều dễ bị già yếu nhiều bệnh tuổi thọ tự nhiên sẽ ngắn từ trên những chân tướng sự thật này những đạo lý này mà quan sát chúng ta liền biết thôi nho gia đạo gia nhà phật những người chân thật thông minh này Họ biết cách dưỡng sinh Tận hết sức Muôn sạch những việc ưu não Thân tâm tự tại Giáo hóa chúng sanh Là sự nghiệp của họ Tuy làm phần sự nghiệp này Cần mẫn nỗ lực đi làm nhưng mà quyết Không có mong cầu Vì sao vậy? Có cầu liền có phiền não ngay Vô cầu vô phiền não Cầu nhiều thì phiền não nhiều Dạy bảo học trò Dạy bảo đệ tử Đối với học trò Đối với đệ tử Quyết không có hy vọng gì Vì sao vậy? Có hy vọng sẽ có thất vọng Bạn có thể có thành tựu Là thiện căn phước đức nhân duyên của bạn tốt Chúng tôi nhìn thấy rất hoang hỷ Bạn không thể y giáo phụng hành Không thể tiếp nhận lời chỉ dạy Vẫn cứ tạo tác những tội nghiệp họ nhìn thấy chỉ gật đầu tập khí phiền não quá nặng rồi cho nên ở trong tâm không lưu lại dấu vết đây mới chân thật là hiểu được đạo dưỡng sinh chúng ta vì xã hội vì nhân dân, vì chúng sanh là một chút việc tốt Có duyên đi làm Chúng sanh có phước Ta cần nên làm, làm nhiều một chút Không có cái duyên phận này thì chúng sanh không có phước Trở về thanh nhàn tự tại Nhất định không phan duyên Rằng tôi nhất định phải làm như vậy Bạn liền có phiền não rồi Bạn đã có dục vọng rồi chư Phật Bồ Tát Ở trong mười Pháp giới Chúng ta đọc thấy ở trên Kinh Là tùy loại hóa thân Tùy cơ thuyết Pháp Có phải họ tự mình muốn đến cái nơi này Để giáo hóa chúng sanh hay không? Không phải Nếu như muốn đến thì họ là Phạm Phu rồi Họ không phải Thánh Nhân Họ đến như thế nào vậy? Chúng sanh có cảm Họ là do ứng mà đến chúng ta ngày nay nói nhận lời mời lời thỉnh cầu cái ứng này là bị động không phải chủ động chúng sanh chúng ta có cảm có mong cầu họ liền đến ngay nếu chúng sanh không có cái ý nghĩ này thì sẽ không đến họ đến làm gì chứ họ mà đến chẳng phải là tìm phiền phức sao cho nên chư phật bồ tát ngay cả đạo gia nho gia dạy học hoặc giả là nói vì xã hội phục vụ vì nhân dân phục vụ đều toàn là bị động nhất định không có chủ động tôi phải như thế này như thế kia tôi vẫn muốn tạo ra một cơ hội phải như thế này như thế kia đâu có nhiều việc như vậy chứ loại cách làm này loại ý nghĩ này đã đi ngược lại quy luật tự nhiên quy luật tự nhiên chính là tánh đức của tự tánh nho thích đạo tâm địa đều là thanh tịnh vô vi không làm mà chẳng có việc nào không làm đó là cảm ứng tôi đến hồng kông để gì mọi người giảng kinh không phải tôi muốn đến là các bạn muốn nghe kinh mà mời tôi đến các bạn đã muốn nghe kinh mà tôi không đến là có lỗi với các bạn rồi các bạn không tìm tôi tôi tuyệt đối sẽ không đến năm xưa có một bà chủ họ lôi Mỗi năm đều mời tôi, tôi mỗi năm đều đến đây để giảng kinh một tháng. Sau khi bà chủ họ Lôi qua đời, không có người mời tôi nữa. Cho nên tôi rất nhiều năm không đến Hồng Kông rồi. Đến khi Hồng Kông được trao trả, tôi đến xem thử. Trước đây ở đây giảng qua 10 năm cũng có một chút tình cảm như vậy Cho nên Hồng Kông được trao trả Tôi đến bên này Tham quan một chút Lại gặp được một số đồng tu cũ Thính chúng cũ trước đây Đến nói với tôi Pháp Sư à, Thầy đã 7 năm không có đến đây rồi Tôi nói đâu có lâu như vậy Tính thử quả nhiên là 7 năm Tôi nói không phải tôi không đến Các bạn không có tìm tôi bạn không có tìm tôi Thì tôi làm sao có thể đến được chứ Thế là đồng tu có mấy vị lại đến tìm tôi Bạn đến tìm tôi Đây là cảm Tôi đến đây là ứng Chúng ta học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật Dính diễn là bị động Dính diễn không phải chủ động người chủ động thì có phiền não rồi chủ động thì tâm không thanh tịnh mà hoàn toàn là bị động phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên tùy duyên là bị động phan duyên là chủ động Cho nên câu nói này ý nghĩa rất sâu xa Phật lại nói Thiếu dục chi nhất Vô cầu vô dục Tắc vô thử hoạn Đây là Phật dạy chúng ta Chúng ta phải làm thế nào Ở trong một đời này Để sống được thật tự tại Sống được thật hạnh phúc có câu thường nói rất hay Lý đắc tâm an Đạo lý hiểu rõ rồi Tâm liền an ngay Sau khi hiểu rõ đạo lý Dục sẽ không còn Dục vọng sẽ không còn nữa Chung sống với tất cả chúng sanh Họ cần gì Chúng ta cố hết sức cho họ Họ cần danh cho họ danh Họ cần lợi cho họ lợi Họ cần tài cho họ tài Kết duyên hoan hỷ với chúng sanh Những cái mà chúng ta cần Họ không cần Những cái mà họ cần Chúng ta không cần Cái họ cần là Danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần Cái thứ này chúng ta không cần cái mà chúng ta cần là tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh thì họ lại không cần cho nên chúng ta chung sống với mọi người không có xung đột người thế gian tại vì sao chung sống không tốt vậy xung đột lợi hại đôi bên cạnh tranh lẫn nhau cho nên không thể chung sống chúng ta có thể chung sống tốt với tất cả chúng sanh hiện nay các bạn nhìn thấy tôi chung sống với rất nhiều chủng tộc khác nhau vô cùng tốt chung sống với tôn giáo khác nhau cũng vô cùng tốt nguyên nhân là gì các bạn cần gì thì thấy đều cho bạn các bạn không cần thì tôi cần cho nên quyết không có xung đột lợi hại chúng ta mới có thể chung sống tốt như vậy tôi giúp đỡ mọi người Là tôi tiếp nhận lời chỉ dạy Của Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền Nên đời này đã có được lợi ích chân thật Tôi cống hiến cho mọi người Chia sẻ với mọi người phần lợi ích này Nếu như bạn cũng giác ngộ Bạn nhất định cũng có thể thôi đa thủ thiểu Nhu cầu đời sống của chúng ta Vô cùng có hạn Rất dễ dàng đáp ứng đầy đủ Khi tôi đi cầu học vào thời đó khoảng hơn 30 tuổi Lúc 32-33 tuổi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Lão sư Lý ngày ăn một bữa trưa Mỗi ngày ăn một bữa Tôi 26 tuổi học Phật Năm đó là kể từ Sáu tháng cuối năm tôi nhìn ăn buổi tối Nhà Phật nói trì ngọ Tôi sống như vậy rất nhiều năm Đến Đài Trung học với Lý Lão Sư Lý lão sư ngày ăn một bữa. Tôi liền nghĩ việc này đối với tôi mà nói là không khó, tôi cũng nhịn luôn bữa ăn sáng. Tôi cũng một ngày ăn một bữa, ăn đến tháng thứ 8, tôi mới nói cho lão sư biết. Lão sư hỏi tôi: "Chú cảm thấy thể lực như thế nào?" Tôi nói thể lực con rất bình thường. Không thấy có điều gì là không thoải mái Lão sư vỗ tay xuống bàn Bảo cho tôi Cứ duy trì vĩnh viễn như vậy Cả đời không cầu người Đời sống dễ dàng mà Dục nhiều thì phải cầu người Dục ít không cầu người Cổ nhân nói rất hay Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao Cho nên tôi vào lúc đó Mỗi ngày ăn một bữa Đã ăn được 5 năm Sau này đến Đài Bắc để giảng kinh Cư sĩ Hàng Anh mời tôi về sống ở nhà bà Bà nhìn thấy tôi mỗi ngày ăn một bữa Bà nói Pháp Sư à, không được rồi Như vậy tương lai sức khỏe của thầy nếu như có vấn đề gì Thì cả nhà chúng tôi không gánh giác nổi Mà nói nếu như thầy đồng ý ở đây bắt Hoàng Pháp Thầy nhất định phải ăn ba bữa Chúng tôi suy nghĩ Hoàng Pháp quan trọng Tùy duyên vậy Tôi liền chia một bữa ra làm ba bữa Trước đây tôi còn trẻ Mỗi bữa ăn cơm Đây là nói chén cơm thông thường Tôi mỗi bữa ăn ba chén cơm Cho nên ăn ba bữa Thì mỗi bữa ăn một chén vậy Chung sống với bà Ba mươi năm Nhờ bà chăm sóc Hiện nay bà giảng sanh rồi Không còn hạn chế tôi nữa rồi Cho nên tôi cần phải khôi phục lại ngày ăn một bữa thôi Bớt việc Bớt đi rất nhiều phiền phức Cho nên nhu cầu đời sống càng ít Thì cái chúng ta cống hiến cho người khác sẽ càng nhiều Đây là việc tốt Chắc chắn có lợi ích đối với mình Cũng có lợi ích đối với người khác Tự lợi lợi tha Nhất định phải biết Khiêm nhường trước đây tôi đã giảng với mọi người giao thiệp giữa người với người phải biết lễ nhượng nhẫn nhượng ở vào địa vị lãnh đạo phải biết khiêm nhượng khiêm tốn mọi thứ nhường cho người chúng ta giao thiệp với tất cả chúng sanh không có sự xung đột lợi hại ở trong đây sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào sẽ không có bất kỳ sự hiểu lầm nào thì có thể thực sự làm được tôn trọng lẫn nhau kính yêu lẫn nhau hỗ trợ hợp tác đối với sự an định xã hội thế giới hòa bình sự hạnh phúc của tất cả chúng sanh tự nhiên liền có thể thành tựu viên mãn được rồi